Chấp 380 vừa chơi đã có tài khoản vương giả. Hề, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Người ta mới tha thứ cho ngươi, thì ngươi đã đối xử với ta như vậy. Sao ngươi có thể làm như vậy? Thả ta ra, cái tên háo sắc thối tha nhà ngươi, ôm trầm, đợi đã, không đúng. Bây giờ vẫn chưa đến kỳ phát tình, tại sao hắn lại đột nhiên làm như vậy? Lẽ nào không liên quan đến sinh lý, mà là hắn thích ta sao? Sắp rơi vào tình yêu ngang trái của yêu thú và loài người trong truyền thuyết sao? Đáng ghét quá đi, làm như vậy thực sự được sao? Nếu đứa bé được sinh ra sẽ là yêu thú hay là loài người đây? Đặt tên cho đứa bé lại nên theo phong tục của bên nào? Đáng ghét quá đi, chuyện cần suy nghĩ nhiều lắm đó. Mình phải suy nghĩ giúp hắn mới được. Ôm chắc chưa? Đi bộ thì chậm lắm, trạng thái bay lượn của tôi có thể tăng tốc. Cô chỉ đường giúp tôi dẫn cô bay lượn trên bầu trời, hóa đá, hề, à, được. Đi thẳng đoạn đường này, sau khi đi được 500m thì rẽ trái. Rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, sau đó thì rẽ phải. Kẻ địch còn ở phía trước, mà mình suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách tên này kỳ lạ quá, đúng vậy. Ngày hôm sau, cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung rồi, nhưng ngươi lợi hại thật đấy. Đoạn đường vốn dĩ phải mất 5 ngày thì bị ngươi rút ngắn còn lại 1 ngày. Đúng rồi, ta chắc nặng lắm nhỉ, ngươi đưa ta bay lượn hết 1 ngày trời, bộ ngươi không mệt sao? Không sao, cô không nặng, với thể lực của tôi, đưa cô bay lượn trên bầu trời bao lâu cũng được. Như vậy sao? Vừa mạnh mẽ vừa chu đáo, loài người như vậy, mình vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Nơi này là đấu trường của huyền võ sao? Nghe nói đấu trường này là nơi được huyền võ sử dụng để lựa chọn lãnh chủ bộ tộc đấy. Một khi bước vào thì chỉ có bên thắng mới có thể sống sót bước ra ngoài. Xem ra người mà chúng ta muốn tìm có vẻ muốn đấu một trận sinh tử ở tại đây. Ha ha ha, tới rồi kìa, hai con cừu bị lạc đường cuối cùng cũng đến rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại tộc trưởng huyền võ đích thân ra tay đấy, hai con cừu này sắp bị nổ banh xác rồi. Chấp minh ma quân huyền võ boss phó bản cấp 340. Này, hai tên kia đừng có chết nhanh quá đấy, bọn ta đợi các ngươi lâu lắm đó, bọn ta rất muốn được chiêm ngưỡng sức mạnh vĩ đại của đại tộc trưởng huyền võ. Đúng vậy, các ngươi là người đầu tiên phá giải mê cung của bổn quân, hơn nữa còn nhanh hơn so với dự tính của ta nữa. Ngay khi bổn quân được biết tên loài người nhà ngươi đã đến thế giới yêu thú, thì đã dự đoán được giữa ngươi và ta sẽ có một trận chiến. Suy cho cùng, bổn quân từ sớm đã thăm dò thực lực của ngươi rồi. Nhưng điều khiến bổn quân bất ngờ là, ngươi có thể phá giải mê cung lại là một con cừu cái còn con, đúng là khiến bổn quân có hơi nóng giận đấy. Đấu trường này vốn dĩ là dùng để lựa chọn lãnh chủ, nhưng bổn quân hạ thấp tôn nghiêm của mình mà giết chết ngươi tại đây, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Huyền võ, ngươi còn nhớ trận chiến giữa ngươi và Chu Tước vào mấy trăm năm trước không? Người nhà của ta đều đã chết ở trong trận chiến tranh đó. Chính là bởi vì ngươi châm ngọn lửa chiến tranh mới hại chết bọn họ. Ha ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tàn sát là bản tính của yêu thú. Lúc trước bổn quân đã giết rất nhiều đồng loại yêu thú. Bởi vì các ngươi quá thấp kém, bổn quân hoàn toàn không nhớ được các ngươi. Nhưng sau khi cánh cửa yêu thú được mở ra, có sự tồn tại của loài người, sự tàn sát ở trong yêu thú chúng ta đã dừng lại rồi. Hơn nữa bây giờ ngươi lại không đứng về phe yêu thú để tấn công loài người, mà trái lại ngươi còn dẫn đường cho hắn. Tên phản đồ nhà ngươi vốn dĩ chính là nỗi sỉ nhục của yêu thú. Các ngươi nói cô ta có đê tiện hay là không hả? Đê tiện, đúng là đê tiện mà. Phản đồ, nỗi sỉ nhục của yêu thú, nỗi sỉ nhục của yêu thú. Đợi đã, cô, ta không thể đợi chờ nữa. Ta đã bỏ hết mấy trăm năm, chính là vì hôm nay. Ta nhất định phải đích thân trả mối thù này, cho dù không có hy vọng thắng. Như vậy thì cho dù chết, ta cũng không phụ lòng mọi người. Hừm. Tốt xấu gì cũng tính là có một chút huyết thống của yêu thú đấy. Nhưng vô dụng thôi, cái chết của kẻ yếu nhẹ tựa lông hồng không xứng được nhớ đến. Cho dù bây giờ ta giết chết ngươi, thì giây sau ta cũng sẽ quên đi ngươi. Cái gì mà nhẫn nhịn mấy trăm năm để báo thù, càng vô cùng đáng thương và buồn cười đấy. Ha ha ha. Hỉ Mỹ Dương cấp 200. Cừu non yếu đuối, không xứng làm đối thủ của bổn quân. Ngươi lên đi, loài người. Lần trước nếu không phải là tại vì ngươi, thì bổn quân từ sớm đã kiểm soát được khu vực an toàn của loài người rồi. Nếu ngươi đã dám phá hoại chuyện tốt của bổn quân, vậy thì ngươi chắc biết hậu quả rồi nhỉ. Chỉ cần xử lý ngươi, thì kế hoạch của bổn quân sẽ không còn chướng ngại vật nữa. Lần này ngươi chủ động tìm đến tận cửa, có tuyệt chiêu gì thì mau chóng sử dụng hết đi, tuy rằng bất luận ra sao thì ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Chấp minh ma quân huyền võ boss phó bản cấp 300. Đòn tấn công như gãi ngứa này của ngươi có là cái thá gì chứ? Hay là nói, từ khi bắt đầu thì bổn quân đã đánh giá cao ngươi rồi. Ha ha ha. Tên này thực sự rất cứng cáp, quả nhiên giống như những gì mà cô ấy nói. Tuy rằng huyền võ là người có cấp bậc thấp nhất trong 4 đại tộc trưởng, nhưng sức phòng ngự thực sự rất mạnh. Loài người, ngươi rốt cuộc có ổn không vậy?
thì ra ngươi chỉ là một tên trai bao chỉ dựa vào gương mặt để mê hoặc giống cái sao. Nếu không ổn, thì mau chóng quỳ xuống cầu xin ta đi. Ha ha ha, đừng tự tin nữa, độ cứng cáp của đại tộc trưởng Huyền Võ còn vượt xa trí tưởng tượng của loài người các ngươi đấy. Nhưng ông đây rất tò mò, dựa vào sức mạnh của ngươi, rốt cuộc làm sao quyến rũ cừu cái đó vậy? Ha ha ha, đã hoán đổi tài khoản đầu hói bất diệt cho ký chủ rồi. Ôi trời, mau nhìn kìa, tóc của tên loài người này đột nhiên trở thành màu vàng rồi kìa. Nhưng sao ông đây cứ cảm thấy, trông hắn vẫn không mạnh bằng lúc trước đó? Ha ha ha. Vậy mà ngươi cũng không hiểu sao, ta đã từng đi đến thế giới loài người rồi, cho nên ta hiểu tư duy của bọn chúng. Hắn muốn biến thành ả đàn bà ẻo lả, hy vọng đại tộc trưởng Huyền Võ của chúng ta có thể coi hắn là giống cái, để ngài ấy ra tay nhẹ nhàng một chút đó. Ha ha ha. Ồ, thì ra là như vậy sao? Đáng tiếc đạo đức của yêu thú chúng ta khác với loài người các ngươi, bổn quân đã giết người thì không ngoại lệ giống đực hay giống cái. Nói nhảm đủ rồi, bây giờ tao chỉ muốn dùng nắm đấm để đưa mày xuống Diêm Vương mà thôi. Chấp Minh Ma Quân Huyền Võ Boss phó bản. Cái gì? Sao có thể? Sức mạnh phòng ngự vô cùng cao của đại tộc trưởng Huyền Võ, ngay cả đại tộc trưởng Thanh Long có sức mạnh lợi hại nhất thì cũng phải tốn không ít sức lực mới có thể phá vỡ nó đó. Miệng nó, tên đàn bà tóc dài đó rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ có thể đánh đại tộc trưởng Huyền Võ đến mức ngài ấy không còn sức chống trả sao? Cho dù là Thanh Long thì cũng không tài nào phá vỡ thiết giáp của bổn quân. Lẽ nào sức mạnh của tên loài người như hắn mạnh hơn cả Thanh Long sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Hắn nhất định giống với bổn quân, có được thủ đoạn tấn công đặc biệt giống như lớp phòng ngự siêu cấp mạnh của ta. Hừ, không ngờ lại bị một tên loài người ép phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Chấp Minh Ma Quân Huyền Võ Boss phó bản. Bổn quân vốn dĩ không muốn sử dụng đạo cụ cấp thần này, bởi vì một khi kích hoạt phòng ngự tuyệt đối thì bổn quân sẽ trở nên vô địch, nhưng nếu làm vậy thì nhàm chán quá. Vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu. Thằn lằn đòi lay cột đỉnh, ngươi vẫn chưa chịu hiểu sao? Đòn tấn công của ngươi đã không còn tác dụng nào với ta rồi. Loài người, ngươi thực sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc ngươi đã làm sai một việc, đó chính là đối đầu với bổn quân. Cái mâu sắc bén gặp phải cái thuẫn cứng cáp nhất cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói mà thôi. Tiếp theo sau, chuẩn bị đi chết chưa hả? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cài